Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú bác anh chị đây mình á, biết thêm một cái cách để mình bảo quản gạo mình cả 1 năm 2 năm không có bị mọt nha. Thì hôm trước Cảnh cũng có chia sẻ rất nhiều cô chú bác anh chị mình á, nói là mà cách bảo quản mọt chừng về được 1 tuần 2 tuần gì đó mọt nó sẽ quay lại. Thì Cảnh cũng có nói cho cô chú bác anh chị mình biết á, khi mình đã để vô những cái vật gì đó trong vòng khoảng chừng 2 tuần 3 tuần gì đó, chắc chắn nó sẽ bị khô đi, nó sẽ bị hết cái hương vị, bắt buộc mình phải để vô thêm nữa nha. Đây thì lúc trước Cảnh cũng có hay để vô trong cái gạo á, mình đây gạo của Cảnh là không bao giờ nó có bị luôn nè cả nhà. Đó thì mình ăn chừng nào hết là mình bỏ ra, mình sẽ thay, mình đổ gạo vô lần nữa thì mình sẽ thay một lần mới nha. Thì cái thời tiết nắng nóng này nè, mọt gạo rồi kia, sâu gạo rồi kia nó rất là xanh xôi, rất là lẹ nha. Còn hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cả nhà mình á, một cái biện pháp để mình ngăn ngừa mọt và sâu gạo nha, cực kỳ đơn giản và hiệu quả luôn 100% luôn. Thì cái này á, mình mua cũng rất là dễ kiếm nha, chứ không phải là khó. Còn làm cách nào Cảnh mời cô chú bác anh chị mình theo Cảnh nha. Thì trước tiên á, thì cô chú bác anh chị mình chuẩn bị cho Cảnh một miếng gừng nhỏ như thế này và một miếng, 3 miếng hoa hồi. Thì hoa hồi này á, mình mua ở những tiệm tạp hóa lớn và mình vọt mình vô Bách Hóa Xanh hay siêu thị gì đó đều có bán hết nha, rất là dễ kiếm, một hộp này cũng rẻ thôi chứ không có mắc. Thì cái phần này mình kết hợp lại với nhau nha. Thì cái phần rừng này thì cô chú bác anh chị mình cắt ra cho Cảnh 3 lát như thế này. Đó thì mình cắt ra 3 lát như thế này, sau đó chuẩn bị cho Cảnh một cái khẩu trang. Thì khẩu trang này còn mới nha, Cảnh chưa sử dụng. Rồi mình sau đó mình sẽ rút cái phần cái phần thanh sắt ở trong đây ra nha. Đây dây kẽm trong đây nè, mình là rút loại bỏ ra. Thì thường thường á, một cái khẩu trang mình á, nó có tới 3 lớp 4 lớp lận đó. Đây một cái khẩu trang này tới 4 lớp thì mình chia là bỏ ra, chia ra mà 2 lớp như thế này. Và cái phần 3 lát đường này mình sẽ cho vô đây nha. Thì cái này á, thì cô chú bác anh chị mình thử đi, cũng không tốn kém gì đâu, coi có hiệu quả hay không rồi sẽ vô bình luận cho Cảnh biết nha. Rồi còn hoa hồi này mình cũng sử dụng 3 la bông như thế này nha. Đó 3 bông hoặc 4 bông gì cũng được, nhẫn được nha. Đây mình nó rất là thơm nha. Cái hoa hồi này thường thường là mình các cô chú bác anh chị mình hay ba mà bán phở đồ á, mình hay sử dụng bằng có hoa hồi nè, nên cho những cái nước lèo á nó rất là thơm nha. Đó thì mình buộc vô trong này, mình sẽ sử dụng lại một cái cọng dây mình cột lại. Đây thì sau khi mình cột lại như này, mình sẽ cho vô một cái phần gạo mình nha. Thì sau khi á, cái thùng gạo mình nó như vậy, mình sẽ cho vô nha. Đây mình cho vô thì cô chú bác anh chị mình á, cứ áp dụng thử đi rồi hiệu quả hay không. Nếu mà có hiệu quả như thế, cô chú anh chị mình nhớ vô lại kênh của Cảnh cho Cảnh xin lại một cái bình luận nha, để cho Cảnh biết nha. Thì cái này Cảnh cũng đã áp dụng rất là nhiều là rồi, thì nó rất là cực kỳ hiệu quả nha. Đó, đây thì mình cho vô đây. Và Cảnh cũng nhắc lại cho cô chú bác anh chị mình biết vấn đề này nha, khi mình sử dụng mình cho vô đây rồi, mình xúc gạo đi mình nấu cơm á hàng ngày, là mình rỡ ra coi còn có cái mùi nữa hay không, còn mùi rừng của mùi hoa hồi nữa hay không nha. Còn nếu mà mình hết một cái mùi đó, mình sẽ thay lại một cái mới nha, chứ không phải mình cho vô một lần và mình sử dụng được tới 1 năm 2 năm đâu nha. Thì Cảnh cái này Cảnh cũng nhắc lại cho cô chú bác anh chị mình để mình được biết nha, chứ mình bỏ vô một lần rồi mình xài ra bắt đầu cái hết mùi cái hoa có những có sâu mọt này kia nó vô nữa thì cô chú anh chị mình nói là không hiệu quả. Hiệu quả được chừng vài tuần mà hoặc 1 tháng gì thôi. Đó thật sự mình sử dụng ra rồi á, thì nhớ khi mình dỡ nắp gạo ra và mình xúc gạo nấu gạo cơm hàng ngày thì mình cũng nghe được cái mùi. Nếu mà mình thử, mình cầm lên mình thử lên coi nó còn mùi không. Nếu mà còn mùi thì mình sử dụng tiếp tục. Còn nếu mà hết mùi, cô chú anh chị mình phải cho vô một lần nữa cho Cảnh nha. Thì mình cứ áp dụng là lặp đi lặp lại, chừng nào hết mùi thì thôi.
nó rất cực là hiệu quả luôn. Để thôi cô chú anh chị mình không phải để một lần mà mình xài được hoài đâu nha, mình lưu ý vấn đề đó cho cảnh nha. Thì đây là một cái cách để mình bảo quản gạo cực kỳ hiệu quả luôn. Còn cũng có cô chú bác anh chị mình cũng hay hỏi cảnh á, là cái phần lúa mình bảo quản gì được hay không, thì số lượng lúa nó rất là nhiều nên mình bảo quản nó rất là hao nha, nên nó tùy theo cô chú bác anh chị mình muốn có bảo quản hay không thôi. Tại vì lúa mỗi lần á, một bồ rất là lớn mình cho vô như thế nên nó rất là hao. Này là chỉ áp dụng cho gạo cực kỳ là đơn giản hiệu quả, như là một cái thùng gạo này tầm khoảng chừng 20 lít 30 lít gì đó đó, 40 lít gì đó mình có thể mình cho vô mình đậy lại là được, còn lúa thì rất là nhiều. Thì đây là một cái cách để cảnh chia sẻ cho cô chú bác anh chị mình á, để bảo quản gạo mình nó không có bị mọt cả năm 2 năm luôn. Thì tất nhiên đó là mình phải thay đi lặp lại. Thì nếu mà cô chú bác anh chị mình á có xem kênh cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh cảnh, cho cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha, nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp cảnh nha. Thôi cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha, hẹn gặp lại video sau nha.